Rò rỉ ảnh trong tư thế nhạy cảm trên giường của Thanh Bi và Quang Lê. Khoảnh khắc tình tứ khi ở trên giường của ca sĩ Quang Lê với bạn gái khiến nhiều người nhức mắt. Thanh Bi, người yêu Quang Lê được nhiều người chú ý khi đóng vai Vân Điệp trong phim Người Phán Xử. Quang Lê tâm sự, người yêu 9X chính là động lực để anh đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Có thể thấy Quang Lê tỏ ra khá nghiêm túc với mối quan hệ này. Được biết, trong suốt khoảng thời gian hẹn hò, Quang Lê và người yêu kém 11 tuổi ít có điều kiện ở gần nhau. Lý do là bởi nam ca sĩ luôn phải di chuyển nhiều nơi để ca hát phục vụ khán giả. Tuy nhiên, mỗi khi sánh bước bên nhau, cặp đôi vô cùng tình tứ. Mới đây, lại rò rỉ hình ảnh nhạy cảm của Quang Lê với một cô gái được cho là người yêu hiện tại của nam ca sĩ Thanh Bi khiến dân mạng xôn xao. Ảnh nhạy cảm của Thanh Bi và Quang Lê vô tình bị rò rỉ. Harry Won tuyên bố trưởng thành không phải là đàn ông. Nữ ca sĩ Harry Won đã tố tính cách tỉ mỉ quá mức của chồng ngay trên sóng truyền hình. Trong một game show truyền hình, khi được hỏi về trưởng thành, Harry Won đã buột miệng nhận xét: người ấy của em không phải là đàn ông nên không sao. Ngay lập tức trưởng thành đứng hình và quay lại hỏi Harry Won: tôi là cái gì thím? Harry Won bảo rằng anh này thì hơi đàn bà tí. Câu nói vui của Harry Won khiến nhiều người phấn khích. Nữ ca sĩ cho biết sở dĩ cô nhận xét như vậy bởi Trấn Thành là người tỉ mỉ như đàn bà, trong khi cô là người đơn giản, tính cách mạnh như đàn ông. Trước sự lầy của vợ, Trấn Thành phải ngồi bệt xuống sàn nhà ăn vạ. Trấn Thành cũng không quên thừa nhận rằng ở nhà cô ấy như đàn ông, tôi tính tỉ mỉ quá, làm gì cũng phải cẩn thận chi tiết. Trấn Thành và Harry Won là cặp đôi tốn rất nhiều giấy mực của báo chí trong một thời gian dài. Sau cuộc tình đẹp với Tiến Đạt, Trấn Thành luôn bị xem là kẻ thứ ba. Harry Won cũng nhận được vô số những lời chỉ trích. Cô đã buồn stress rất nhiều và từng có ý định từ bỏ tất cả để quay trở về Hàn Quốc. Nhờ tình yêu và tình cảm chân thành, Harry Won Trấn Thành đã vượt qua tất cả và có một đám cưới hạnh phúc bên nhau. Dù đã về chung một nhà và luôn bận rộn với công việc, Trấn Thành Harry Won vẫn luôn tạo được sự vui vẻ cuốn hút nhau mỗi khi được dịp kết hợp trong công việc. Cái chết của nữ diễn viên bị ép quan hệ 100 lần với 31 người. Nhiều sự thật về nữ diễn viên quá cố Jang Jae-jun khiến mọi người bàng hoàng và đau xót cho cô. Jang Jae-jun, nữ diễn viên được biết tới qua phim Vườn Sao Băng, từng là cái tên gây ra cú sốc lớn trong làng giải trí Hàn Quốc đầu năm 2009 sau khi cảnh sát kết luận là tự tử vì bị lạm dụng tình dục. Cái giá để thành người nổi tiếng. Từ một diễn viên vô danh, Jang Jae-jun nhanh chóng được nhiều khán giả, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác biết đến khi là diễn viên phụ trong bộ phim truyền hình ăn khách Boy Over Flower. Tần suất xuất hiện trên giới truyền thông cũng ngày càng lớn, nhưng không mấy ai biết được rằng để có được những thành công như vậy, cô gái sinh năm 1980 này đã phải trải qua một cái giá đắt đến thế nào. Theo một nguồn thân cận, người đã từng có thời gian cộng tác lâu dài với Jang Jae-jun cho biết, cô cũng như hầu hết các bạn nữ ở Hàn Quốc đều mong muốn mình nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thành biểu tượng của giới trẻ, nên cho dù có phải hy sinh nhiều đến đâu thì họ vẫn sẵn sàng chấp nhận. Theo lời của nhân chứng giấu tên thì nữ diễn viên Jang Jae-jun đã từng tâm sự rằng sở dĩ để có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay, ngoài năng lực của bản thân, cô còn phải đánh đổi cả cuộc đời con gái. Jang Jae-jun đã nói bóng gió với bạn của mình: người ta nói với tôi rằng nếu tôi càng hiểu biết nhiều về đàn ông bao nhiêu thì sẽ càng nổi tiếng bấy nhiêu. Và cô còn tâm sự: tôi ở cùng giám đốc quản lý công ty vào cái đêm định mệnh đó. Chúng tôi đến mua sắm tại những cửa hàng sang trọng nhất. Ông chủ đối xử với tôi khá lịch lãm, mua cho tôi bộ quần áo và những phụ kiện đắt tiền. Sau đó, tôi được đi trên một chiếc xe sang trọng. Nữ diễn viên cứ nghĩ ông chủ sẽ đưa mình về nhà vì chiếc xe ô tô chạy theo hướng nhà cô. Tuy nhiên, cô lại bị đưa vào khách sạn và bị cưỡng hiếp ở đó. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, ông ta đã cưỡng bức nữ diễn viên tới 4 lần và sau đó người đàn ông này còn gọi điện đưa thêm những người bạn của mình đến khách sạn. Tại đây, họ đã thay phiên nhau quan hệ với nữ diễn viên. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại tại đó. Toàn bộ quá trình này đã bị ghi lại bằng chiếc máy quay trên điện thoại di động của một giám đốc truyền thông. Sau đó người này đã dọa sẽ tung đoạn băng cho mọi người xem nếu như nữ diễn viên không tiếp tục phục vụ hắn và những người bạn đầy uy quyền cũng như rất bệnh hoạn. Trước sự việc này, Jang Jae-jun đành phải chấp nhận đánh đổi để có được sự nổi tiếng và bình yên trong cuộc sống.
Cô cũng tâm sự với bạn mình, tôi không muốn lên giường với anh ta và những kẻ đi cùng anh ta. Tôi cũng không hề biết việc anh ta quay phim, nhưng tôi phải làm gì đây khi biết mình đã bị rơi vào bẫy. Thực tế trên không phải là không có cơ sở, bởi theo một báo cáo của Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc, 60% các ngôi sao ít nhất một lần nhận được yêu cầu phải chiều các quan chức đài truyền hình. Trong số 10 người thì có 3 người cho biết họ thường xuyên bị các quan chức sờ soạng. 7% số người được hỏi thừa nhận rằng họ từng bị cưỡng hiếp. 55% nghệ sĩ cho biết thường xuyên nhận được đề nghị bao bọc của các đại gia. Họ thường hứa sẽ đảm bảo chu cấp đầy đủ cho những người đẹp này về tài chính. Đổi lại các cô gái phải đáp ứng nhu cầu của họ bất cứ khi nào được yêu cầu. Những đại gia này chủ yếu là các thương gia, đạo diễn truyền hình và chính trị gia. Cái chết đầy tủi nhục. Kể từ cái chết của cha mẹ trong một tai nạn giao thông vào năm 1999, Jang Jae-jun đã chuyển về sống với các em. Thời gian này, Jang Jae-jun đau khổ với bệnh trầm cảm và đã được điều trị y tế trong nhiều năm. Tuy nhiên, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Cô gái xấu số, Jang Jae-jun đã tự kết liễu cuộc đời mình vì không chịu nổi từng áp bức của giám đốc công ty đại diện và các vị quan chức trong làng giải trí. Ngày 7 tháng 3, 2009, Jang Jae-jun được tìm thấy tại nhà riêng. Thân cố gắng liên lạc nhưng không được. Do được tìm thấy quá muộn nên cô đã ra đi mãi mãi. Theo báo cáo của điều tra viên thì nguyên nhân cái chết là do bị treo cổ dẫn tới tử vong. Theo lời khai của em gái thì vào lúc 3 giờ 30 phút chiều hôm đó, Jang Jae-jun có gọi điện cho cô và phàn nàn rằng mình cảm thấy căng thẳng quá và muốn chết để dứt ra khỏi cuộc sống địa ngục này. Quá lo sợ cho suy nghĩ có phần tiêu cực của chị gái mình, ngay sau đó cô có liên lạc lại với chị nhưng không thấy nhấc máy. Cô gọi điện thoại cố định ở nhà cũng không khả quan, biết sự chẳng lành. Em gái Jang Jae-jun vội trở về nhà ngay vào lúc 7 giờ 42 phút tối và chứng kiến cảnh chị mình đã tắt thở, cơ thể đang treo lủng lẳng từ lan can cầu thang. Sau thời gian điều tra, cảnh sát đã kết luận rằng cái chết của Jang Jae-jun là một vụ tự tử và họ không tìm thấy bằng chứng nào về việc cô bị bất tử hay ám sát. Jang Jae-jun được cho là đã tự tử vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày. Có khoảng 250.000 người hâm mộ đã truy cập vào trang web của Jang Jae-jun vào cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cái chết đã mang đi mãi một nữ diễn viên tài năng, hết mình cống hiến cho nghệ thuật nhưng cũng phải chịu nhiều sự hy sinh tủi nhục để bày tỏ lời chia buồn. Những ngày tiếp theo, số lượng người truy cập đã đăng lên tới 700.000 và làm nghẽn mạng sau đó vài tuần. Lời tố cáo đầy khó khăn của người chết và người sống. Đúng 2 năm kể từ sau cái chết nữ diễn viên trẻ Jang Jae-jun, mọi việc tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng, thì bất ngờ bản di thư của cô được công bố với những sự thật khiến cho nhiều khán giả phải sốc. Bản tài liệu được cho là di thư của Jang Jae-jun dài 230 trang, tố cáo 31 người đã tham gia xâm hại tình dục cô với 100 lần trong suốt thời gian dài. Những gì cô viết trong di thư chứa đầy sự phẫn uất. Hãy trả thù cho tôi, không có cách nào để tôi có thể thoát khỏi kiếp bán thân. Những kẻ đã lạm dụng tôi đều là quỷ dữ. Tôi bị ép phải tiếp khách hơn 100 lần. Bất cứ khi nào tôi được mặc quần áo mới là tôi phải gặp một con quỷ. Không chỉ ở Gangnam mà tôi còn phải tiếp khách ở quán karaoke và nhiều nơi khác. Thậm chí vào ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, tôi cũng bị ép đi tiếp khách. Tôi lập một bản danh sách để quyết trả thù cho đến chết. Thậm chí nếu tôi xuống mồ, tôi vẫn quyết trả thù. Theo các phóng viên cho biết, khi sự việc xảy ra, người thân của cô đã gửi những bức thư viết tay tới tòa soạn. Và họ cũng đã gửi chúng cho 2 điều tra viên cảnh sát. Vì thế nội dung trong bức thư là hoàn toàn chính xác. Và đó chính là những lời nói chính của Jang Jae-jun, chứ không hề có chuyện giả mạo như một số người nói. Dĩ nhiên, sau vụ việc này thì câu chuyện cũng Jang Jae-jun lại dậy sóng. Rõ ràng không phải ai cũng dễ dàng công bố những gì mình đánh đổi để có được sự nổi tiếng. Và không ai đủ dũng cảm để từ bỏ từng hào quang mà mình đang có. Nhưng với cô, có lẽ cô đã quá căm phẫn với những gì mà kẻ hàng ngày vẫn cộng tác với cô gây ra. Mặc dù phần nào mối thù cô đã được trả, nhưng với mức án quá nhẹ, 2 năm tù giam và 160 giờ lao động công ích cho những kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho cô thì cũng đủ hiểu các thế lực đen đằng sau showbiz Hàn không phải là thứ dễ bị đạp đổ. Cô đã yên nghỉ, những gì cô muốn phơi bày ra ngoài ánh sáng cũng đã rõ ràng. Nhưng điều nữ diễn viên mong muốn thì có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nhanh chóng tàu xế hộp tiền tỷ, sự cám dỗ với nghệ sĩ trẻ khi bước chân vào showbiz. Nổi tiếng nhanh chóng, sau khi bước chân vào showbiz, nhiều giọng ca đã có thể mua xe, tàu nhà
nhờ tiền chạy xô. Hồng Quế tậu cả nhà và xe khi chưa tròn 20 tuổi. Hồng Quế được nhiều người biết đến qua nhiều show diễn thời trang. Người mẫu trẻ tuổi này còn gây xôn xao dư luận khi sớm tậu được nhà và xe hơi tiền tỷ dù còn rất trẻ tuổi. Hồng Quế chia sẻ nghề người mẫu đóng quảng cáo, đi sự kiện đủ để cô sống dư dả. Không những tậu được xế tiền tỷ, Hồng Quế đã mua căn hộ mới sang trọng ngay tại trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hương Tràm 17 tuổi mua ô tô, 20 tuổi mua nhà. Năm 17 tuổi, Hương Tràm đăng ký thử giọng giọng hát Việt và trở thành quán quân. Với giọng hát đầy nội lực, Hương Tràm đắc xô cả trong nước và hải ngoại. Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, cô gái trẻ Nghệ An đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người hâm mộ. Vì thế, dù là ngôi sao mới nổi sau một cuộc thi ca nhạc, Hương Tràm nhanh chóng mua được chiếc xe ô tô cho mình. Năm 20 tuổi, Hương Tràm đã mua xong nhà. Soobin Hoàng Sơn đã tậu xế hộp tiền tỷ chỉ trong vòng 4 tháng. Nhờ việc liên tục chạy show, Soobin Hoàng Sơn đã tậu được xế hộp hạng sang chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn. Xuất thân là một ca sĩ trẻ, underground, Soobin Hoàng Sơn từng có khoảng thời gian khá dài hoạt động trong thầm lặng trước khi được đông đảo khán giả biết tới. Nhưng tên tuổi của Soobin Hoàng Sơn được khán giả nhớ mặt rõ tên nhất sau MV Phía Sau Một Cô Gái. Anh nhận được nhiều lời mời diễn với lịch đi show dày đặc. Nhờ đó, Soobin Hoàng Sơn tậu xe sang chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, làm ai nấy vô cùng bất ngờ. Ngoài Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm, Hồng Quế, còn nhiều ca sĩ trẻ đã nhanh chóng kiếm được khối tài sản đáng mơ ước với xế hộp hạng sang, nhà tiền tỷ khi mới ngoài 20. Ngoài sự may mắn trong sự nghiệp, tài năng, sự khổ luyện chăm chỉ, những ngôi sao trẻ còn có tư duy nghệ thuật nổi bật, là kim chỉ nam cho thành công sớm ngay khi mới bước chân vào showbiz. Tuy nhiên, nhiều người trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật lại có tham vọng nổi tiếng để theo đuổi khát vọng giàu sang. Xế tiền tỷ đôi khi vô tình thành cám dỗ với nghệ sĩ trẻ khi chập chững tham gia làng giải trí, khi không biết hết những mảng tối, những show bồ đầy thị phi mà mỗi ngôi sao của showbiz luôn phải đối mặt trên hành trình và xây dựng thương hiệu ngôi sao giải trí.